Xin chào khách hàng đến với kênh Rutut, nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cũng như Facebook nhà đất Hoàng Tiến và website nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là hiện đại, nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Và căn nhà chúng ta có diện tích là ngang 4m2 và độ dài 21m. Được đúc kiên cố là một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng căn nhà chúng ta có một khoảng sân khoảng 4m, chúng ta có thể để xe gắn máy, một gara để xe hơi, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính nam, phù hợp với lại khách hàng thuộc mệnh Đông tứ trạch. Và giá căn nhà mình thì đang được giảm giá gần như 1 tỷ đồng. Thì căn nhà này thì bây giờ chỉ còn lại là 7 tỷ 650 triệu đồng. Còn thương lượng để cho khách hàng có thể sở hữu một căn nhà có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 21m. Và căn nhà mình lại nằm trên trục đường Thống Nhất gần khu vực Cityland của Thống Nhất và Phan Văn Trị này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong, cũng như mình sẽ chiếu sơ qua cái con đường ở trước nhà để khách hàng cùng tham quan. Đây là con hẻm một trục từ đường Thống Nhất di chuyển vào căn nhà chúng ta. Thì từ vị trí căn nhà chúng ta di chuyển ra đường Thống Nhất chỉ khoảng độ 25 đến 30 mét thôi là chúng ta đã vào được đến căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại với lại mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía bên ngoài, được làm từ chất liệu bằng sắt rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của chúng ta. Tiếp đến chúng ta có một cái khoảng sân khoảng 4m, chúng ta có thể để xe ở gắn máy phía bên ngoài. Cũng như khoảng sân chúng ta thì hai bên cũng đã được ốp gạch đá cao lên khoảng 2m, chúng ta rất là sạch sẽ. Và di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực phòng khách chính của căn nhà chúng ta, phòng khách chứa trệt. Thì phòng khách căn nhà chúng ta có một bộ cửa phía bên ngoài được làm từ chất liệu bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly. Và bên trên thì chúng ta có hệ thống cũng như ánh sáng rất là thông thoáng cho căn nhà. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Thì bên trong không gian phòng khách căn nhà chúng ta thì sàn nhà chúng ta được lát gạch đá bóng kính 80. Hai bên thì chúng ta cũng có trang trí hai cái vách tường với hai cái tông màu với hai cái gam rất là đẹp cũng như rất là sang trọng, nổi bật cho cái không gian phòng khách chính của căn nhà chúng ta. Cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Và phía bên dưới này thì chúng ta có thể làm gara để xe hơi ở phía bên dưới trệt của căn nhà. Bên trên tầng lửng thì chúng ta đang có một cái phòng khách ở trên tầng lửng rất là rộng và rất là dài, với một cái diện tích là ngang 4m2 và độ dài lên đến 21m. Chúng ta được thiết kế một trệt một lửng và 3 lầu, rất là rộng và rất là thông thoáng. Rồi tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực cầu thang căn nhà chúng ta. Thì phía bên ngoài chúng ta có những cái lam gỗ trang trí ở phía bên ngoài rất là đẹp. Cũng như bên trong khu vực cầu thang căn nhà chúng ta thì căn nhà mình có diện tích dài, cho nên cầu thang chúng ta làm nép sang một bên rất là thoáng cho căn nhà. Cũng như mình sẽ di chuyển vào khu vực phía sau là khu vực phòng bếp của căn nhà chúng ta. Thì phía bên ngoài phòng bếp căn nhà chúng ta được thiết kế những cái hộc tủ để chúng ta có thể để trang trí những cái lọ hoa hoặc để những cái vật dụng mà gia đình mình yêu thích cũng như trang trí. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian phòng bếp căn nhà chúng ta. Thì phòng bếp căn nhà chúng ta cũng đã được chủ nhà trang trí, chúng ta cũng sắm ta một bộ bàn ăn 6 ghế. Và khi quý hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất trong căn nhà này sẽ được chủ nhà tặng lại hết chúng ta, chỉ với cái giá là 7 tỷ 650 triệu đồng. Còn thương lượng là quý hàng có thể sở hữu một căn nhà có diện tích là ngang 4m2 và độ dài lên đến 21m. Và căn nhà mình thì đang được giảm giá gần 1 tỷ đồng. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên trục đường Thống Nhất,
phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Thống Nhất và Phan Văn Trị, với một cái diện tích là ngang 4m2 và độ dài lên đến 21m. Chúng ta được thiết kế không gian phòng khách, phòng bếp, gara, xe hơi cũng như phòng ngủ căn nhà chúng ta rất là rộng. Đây là khu vực nhà vệ sinh ở phía sau căn nhà chúng ta. Và chúng ta có một cái giếng trời, cũng như giếng trời của chúng ta thì rất là rộng, rất là thông thoáng. Như mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để khách hàng cùng chiêm ngưỡng một căn nhà nằm trên trục đường Thống Nhất. Và đây là không gian phòng bếp căn nhà chúng ta, thì tủ bếp, kệ bếp chúng ta được làm từ chất liệu gỗ Nhập, cũng như chúng ta có một bộ bàn ăn. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà để giới thiệu cũng như gửi đến cho khách hàng. Thì căn nhà mình được thiết kế cầu thang nép sang một bên, nên chúng ta có một cái giếng trời ở giữa cầu thang rất là thông thoáng, và phía sau thì chúng ta cũng có một cái giếng trời nữa ở phía sau. Đây là khu vực trên tầng lửng của căn nhà chúng ta. Thì trên tầng lửng căn nhà chúng ta cũng đã được chủ nhà trang trí chúng ta một bộ bàn ghế sofa. Khi khách hàng mua căn nhà này thì bộ bàn ghế này cũng sẽ được gia chủ tặng lại cho khách hàng, chỉ với cái giá đang rất là rẻ, chỉ có 7 tỷ 650 triệu đồng còn thương lượng, để khách hàng có thể sở hữu một căn nhà có diện tích là ngang 4m2 và độ dài lên đến 21m này. Đây là khu vực trên tầng lửng căn nhà chúng ta. Chúng ta có một bộ bàn, ghế sofa, cũng như phía sau chúng ta có một cái tủ rượu, và trên phòng khách tầng lửng căn nhà chúng ta cũng đã được đi sẵn hệ thống điện lạnh. Và khi khách hàng mua căn nhà này thì rất là thuận tiện cho khách hàng, chúng ta có nhu cầu lắp ráp thì rất là thuận tiện. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển ra khu vực phía trước, khu vực hành lang cầu thang của căn nhà chúng ta. Thì trụ thang, tay vịn cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương, đá kim sa. Hai bên cầu thang chúng ta có hai cái giếng trời lấy gió và ánh sáng rất là mát cho căn nhà. Và căn nhà này thì được anh chủ nhà thiết kế xây để ở, nhưng vì không có nhu cầu để ở cho nên là anh chị chủ nhà sẽ nhường lại cho khách hàng thiện chí, với một cái giá chỉ có 7 tỷ 650 triệu đồng còn thương lượng, là khách hàng có thể sở hữu một căn nhà nằm trên trục đường Thống Nhất, ngay ngã ba Thống Nhất và Phan Văn Trị. Căn nhà này có diện tích là ngang 4m2 và độ dài lên đến 21m, được đúc kiên cố là một trệt một lửng và ba lầu. Và căn nhà mình thì nằm ngay sát khu Cityland, cũng như đường Quang Trung, và rất là gần chợ Hạnh Thông Tây, đường Quang Trung. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà để giới thiệu đến cho khách hàng. Bên ngoài chúng ta có một bộ cửa phía bên ngoài, và bên trong phòng ngủ căn nhà chúng ta thì chúng ta thấy là chủ nhà cũng đã phun chúng ta một số nội thất, như chúng ta đã được đóng nội thất hai phòng. Đây là phòng ngủ phía trước của căn nhà, và bên ngoài chúng ta có một cái ban công rất là rộng phía bên ngoài này. Ta có thể ra bên ngoài vui chơi, cũng như bên trong phòng ngủ căn nhà chúng ta thì cũng đã được chủ nhà đóng chúng ta một cái tủ quần áo, và có treo chúng ta những cái bức tranh rất là đẹp. Cũng như kế bên thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh, mỗi lầu chúng ta có hai phòng ngủ cho nên nhà vệ sinh chúng ta rất là rộng. Đây là không gian nhà vệ sinh của phòng ngủ số 1 căn nhà. Chúng ta có hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sen tắm và hệ thống gương soi. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 2 của căn nhà chúng ta. Cửa chính của phòng ngủ căn nhà chúng ta thì được làm từ chất liệu bằng gỗ, và bên trong thì phòng ngủ chúng ta thì nội thất phòng ngủ chúng ta được làm từ chất liệu gỗ gỗ sồi. Và phía sau phòng ngủ căn nhà chúng ta có một cái nhà vệ sinh rất là rộng phía sau, và một cái khoảng không gian giếng trời để chúng ta lấy gió và ánh sáng. Đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ số 2 của căn nhà. Và mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình có diện tích là ngang 4m2 và độ dài lên đến 21m. Căn nhà mình được thiết kế là một trệt một lửng và ba lầu.
Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta có khoảng sân khoảng 4 mét, chúng ta để xe gắn máy, một gara để xe hơi, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng chính nam, phù hợp với lại cái hàng thuộc mệnh Đông tứ trạch. Và giao căn nhà mình thì đang được chủ nhà giảm giá gần 1 tỷ đồng. Thì căn nhà này bây giờ chỉ còn lại 7 tỷ 650 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu được một cái căn nhà được thiết kế rất là đẹp, cũng như phong cách rất là trẻ trung này. Và căn nhà này thì bây giờ chúng ta mua đất cũng gần 7 tỷ rồi. Cho nên là hôm nay nhà đất Hoàng Tiến thấy căn nhà này đang có cái giá rất là mềm, thì nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho quý hàng. Nếu như quý hàng đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một căn nhà có diện tích cực rộng thì hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem nhà, cũng như để quý hàng có thể sở hữu một căn nhà có một cái diện tích là cực kỳ là dài và đang có một cái giá rất là mềm. Đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ số 3 căn nhà chúng ta. Chúng ta thấy là 4 phòng ngủ chúng ta là giống nhau, nhưng chúng ta mới chỉ được phun nội thất 2 phòng. Và căn nhà mình được thiết kế để ở, cho nên là anh chị chủ nhà thiết kế cho chúng ta không gian rất là thoáng và rất là mát, với một cái diện tích dài, cho nên là chúng ta thiết kế bên trong cũng như thiết kế nội thất rất là thoải mái, cũng như thả ga để chúng ta có thể thiết kế một cái căn nhà có rất là nhiều ánh sáng và có rất là nhiều cửa sổ cũng như giếng trời. Đây là phòng ngủ số 4 của căn nhà, và mỗi phòng ngủ căn nhà chúng ta đều có cửa sổ, cũng như nhà vệ sinh có cửa sổ để mở ra bên ngoài, rất thoáng và rất là mát. Cũng như căn nhà mình thì nằm gần ngã ba với lại Thống Nhất cũng như Phan Văn Trị, và ngã ba Thống Nhất với lại Nguyễn Văn Lượng, rất là gần các siêu thị như siêu thị Copmart, siêu thị Lotte, Nguyễn Văn Lượng và rất là nhiều trường điểm như trường Nguyễn Du, trường Lương Thế Vinh. Và căn nhà này thì từ vị trí căn nhà chúng ta di chuyển về sân bay thì chỉ khoảng 5-7 phút thôi là chúng ta đã về đến sân bay rồi, và chúng ta di chuyển về trung tâm thành phố thì chỉ khoảng 15-20 phút là quý hàng có thể về đến trung tâm thành phố. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên trục đường Thống Nhất gần khu vực Cityland. Chúng ta có rất là nhiều tiện ích, cũng như khu vực phường 11 của quận Gò Vấp là một cái khu đang có một cái giá rất là coi như là giá đất ở khu vực này thì gần như là bằng một cái căn nhà này. Trị giá của miếng đất này thì bây giờ nó cũng tầm khoảng 6 tỷ rồi. Cho nên đây được xem như là căn nhà đang có một cái giá rất là mềm. Thì bây giờ mình sẽ di chuyển đến khu vực sân thượng. Phía bên ngoài chúng ta có một khoảng sân rất là rộng, cũng như bên trong chúng ta có một cái phòng thờ phía bên trong. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển đến khu vực phía sau. Mình sẽ đến với là không gian phòng giặt phía sau, cũng như sân phơi phía sau căn nhà. Chúng ta có một cái sân rất là dài và rất là rộng. Bên trên chúng ta cũng được lợp mái một nửa để chúng ta có thể phơi đồ, không sợ bị ướt. Giờ video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.